shop việt leo xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh video shop việt trà ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó nó chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em hạnh gửi tới quý vị và các bạn và video ngày nay việt trà leo hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một combo đến từ thương hiệu lắc men một combo cực hay chiếc power Uh, của Lockman chạy mạch Acum uh, tích hợp đó là chiếc Power MQ38U. Và MQ38U. ngày hôm nay đặc biệt em lại phối ghép cùng chiếc uh, pre của Lockman nữa là pre đèn CL38UC. CL38UC là phiên bản nâng cấp của phiên bản CL38U và nó được nâng cấp tên là phiên bản custom từ phiên bản 38U và nó có mạch âm sắc hay hơn và cải thiện hơn rất nhiều so với phiên bản CL 38U và tuy nhiên hai sản phẩm này có những nâng cấp cực kỳ sáng giá kể cả phiên bản uh, chiếc Power MQ 38U xin lỗi MQ 88U thì sẽ có nâng cấp như thế nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới quý vị và các bạn. À, cả hai sản phẩm này còn nguyên thùng xốp về từ Nhật Bản và có đầy đủ phụ kiện zin đi kèm như là dây nguồn, catalog hộp xốp cũng như là điều khiển từ xa của phiên bản uh, CL38UC thì quý vị và bạn sẽ có một chiếc điều khiển từ xa có thể điều chỉnh to nhỏ hoặc tạm thời tắt tiếng đi. Rất là chắc chắn chiếc điều khiển này thì là nhôm nguyên khối, rất là đẹp. Và ở phiên bản của chiếc Uh, Power MQ38U Có gì đặc biệt Thì trước tiên Nói giới thiệu về combo này Thì em xin giới thiệu mức giá Của combo này Hiện tại mức giá của combo này uh, Chiếc Power MQ38U Đang được giao bán Tại thị trường Việt Nam mới Với mức giá khoảng 108 triệu đồng Và chiếc ba uh, CL38UC Cũng sẽ được giao bán ở cái mức À, khoảng giá 108 triệu đồng Tức nếu quý vị và các bạn mua mới combo này Sẽ phải đầu tư trên 200 triệu đồng Cho combo này Với tình trạng hàng mới Và tất cả chuẩn chỉ đẹp Tuy nhiên Một cặp sản phẩm hàng Line new Tuyệt đẹp Ngày hôm nay thì tại Viettel Có một mức giá vô cùng sốc Vô cùng tốt để quý vị và bạn chơi Và trải nghiệm combo này Tiết kiệm rất nhiều cho quý vị và bạn Đầu tư vào các thiết bị khác như là loa hay là dây dẫn à, đầu CD thì à, cái mức giá à, thì quý vị và bạn vui lòng theo dõi video này em sẽ giới thiệu tới quý vị và bạn mức giá vô cùng tốt. À, đầu tiên giới thiệu tới quý vị và bạn về chiếc power MQ38U nguyên hộp xốp này. Chiếc uh, power này thì sẽ chạy bốn bóng công suất sẽ là KT88 và bốn bóng âm sắc sẽ là hai bóng ECC82 và hai bóng ECC83 Tuy nhiên Ở cái chip Power này Đã được nâng cấp lên à, Thay thế bóng nguyên bản Đó là bóng KT88 của Lachman Thì đã được thay thế bằng Bóng Lion Gold à, Dòng bóng được sản xuất tại Nga Có chất lượng âm thanh cực kỳ tốt Và cực kỳ ấn tượng à, Bóng KT88 giúp quý vị và bạn Trải nghiệm âm thanh cực kỳ y lực Và có công suất ra loa rất tốt Chơi được dòng Uh, loa yêu cầu công suất lớn Đặc biệt các dòng loa đồng trục Bát 40 của Tanoi Thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý Để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm Hoặc các dòng loa yêu cầu công suất Dòng lớn thì KT88 Là sự lựa chọn uh, khó có thể bỏ qua Cho quý vị và bạn Và em xin phép sẽ mở nắp đậy ra Để giới thiệu chi tiết hơn nữa cho quý vị và các bạn Về độ mới của chiếc Power này Thì cực kỳ mới Tại vì là hàng nguyên hộp xốp về cũng như tất cả bóng thì đã được nâng cấp cực kỳ uh, đẹp cũng như là chuẩn chỉ để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm chúng ta sẽ tháo cái lồng sắt ra thì quý vị và bạn có thể quan sát thấy chúng ta sẽ có bóng uh, lion gold ở đây biểu tượng là sư tử đang vồ chữ kt88 quý vị và bạn có thể quan sát thấy dòng bóng này cực kỳ gấu cực kỳ ấn tượng để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm và chiếc Power này độ hoàn thiện cực kỳ cao và cực kỳ đẹp để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm về à, phía sau chúng ta sẽ có một biến áp à, nguồn đây và hai biến áp xuất âm ở đây cũng như hệ thống tụ lọc cao cấp đến từ thương hiệu lockman cũng như hệ thống cọc Za loa thì anh em quan sát là cọc Za loa chất lượng cao có thể chơi được tất cả các dòng dây loa, bắp chuối mỏ chim hay là càng cua cực kỳ tiện lợi. Và chúng ta sẽ có một cái công tắc lựa chọn chế độ input ở đây sẽ là direct hay là Video tương ứng với hai đường AV cực kỳ mới và cực kỳ sáng ở đây, gần như chưa sử dụng anh em có thể quan sát thấy. Đó. Và phía trước thì chúng ta sẽ có một cái công tắc nguồn cũng như là một cái công tắc volume để điều chỉnh ở đây để quý vị và các bạn điều chỉnh hay sử dụng. Cực kỳ tiện lợi. Và đây là chiếc Power uh, của Lachman uh, MQ88U Và chiếc Power này đang được em phối ghép cùng với lại chiếc uh, Puri hiện tại ở cj này là cao cấp nhất CL38UC Là uh, bản cắt tuần từ phiên bản 38U lên Và có đết ra đời cực kỳ cao Cũng như tình trạng về line new mới lên tới 99% À, cực kỳ mới có điều khiển từ xa tất cả nguyên bản và cái dòng phiên bản này thì sẽ chạy tám bóng ông sắc để quý vị và bạn chơi cực kỳ hay và cực kỳ ấn tượng cũng như chúng ta có thể điều chỉnh âm bát chép và điều chỉnh tần số cắt à, cho giải bát và giải chép cực kỳ dễ dàng cũng như các chế độ à, điều chỉnh tôn thì fit chế độ lau cắt chế độ nghe mono hay xích te rồi input đường vào monitor rồi ở phiên bản này có một cái rất là hay nữa là lựa chọn cho quý vị và các bạn có thể trải nghiệm chế độ uh, cơ than phono đó là mm hay mc và chế độ mc có cả lựa chọn uh, mc hai hoặc là lâu tùy theo nhu cầu của quý vị và các bạn cũng như là chúng ta sẽ có một cái chiếc áp ba lăng cực kỳ tiện lợi ở đây để quý vị và các bạn sử dụng và tất nhiên rồi đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp tốt đầu của hãng có những cái công nghệ cực kỳ tối ưu và hiệu quả cho phiên bản Perry Lakman CL38UC và combo này thì nghe nhạc cực kỳ hay và cực kỳ mượt mà cũng như phối ghép cực kỳ dễ dàng để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Và đặc biệt để chúc mừng năm mới uh, 2024 chuẩn bị một năm con rồng uh, rất là đẹp tới đây thì em hân hạnh giao lưu cùng quý vị và các bạn combo sản phẩm này với một mức giá cực tốt tuy nhiên sẽ kèm theo quà quà tặng để tri ân tới quý vị khách hàng đó là một bộ dây av kết nối cao cấp của thương hiệu Acufay sẽ kết nối từ cục Pri này và cục Pao này cho chất lượng âm thanh tốt nhất và tối ưu nhất để anh em có thể chơi và trải nghiệm và cặp dây thì em đảm bảo là một cặp dây chính hãng và cặp dây chất lượng cao với giá trị lên tới 3 triệu đồng và mức giá để em giao lưu cùng quý vị và các bạn bộ này thì vẫn rất là tốt chỉ tương ứng với bộ MQ 38U và CL 38U trơn thôi. À, 135 triệu đồng cho bộ combo sản phẩm MQ 38U và CL 38UC và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn liên hệ với Việt Trì Radio bằng một trong hai số điện thoại xin tâm biển hoặc trực tiếp qua shop em tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.